Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước vừa tiến hành phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị sỏi thận. Và điều khiến các bác sĩ ngạc nhiên khi đã lấy ra tổng cộng là 7 viên sỏi thận bàng quang lớn với tổng trọng lượng khoảng 0,5 kg. Bệnh nhân Trần Văn Mai, 45 tuổi, ngụ tại thôn 6, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, được nhập viện trong tình trạng đau vùng hạ vị dưới rốn. Sau khi chụp phim và siêu âm, thì bệnh viện phát hiện bệnh nhân Mai có những viên sỏi lớn ở bàng quang. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, thì ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Các bác sĩ đã lấy được từ trong người bệnh nhân 7 viên sỏi rất lớn, mỗi viên có hình kim tự tháp, kích thước thì gần bằng quả trứng gà. Tổng trọng lượng của 7 viên sỏi lên tới 0,5 kg. Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Trịnh, nguyên nhân hình thành sỏi là do sự liên thông của dòng nước tiểu của bệnh nhân không được tốt do bị nằm lâu ngày không vận động. Hiện bệnh nhân Mai đã qua cơn nguy hiểm và dần hồi phục.